Tin pháp luật và xã hội đáng chú ý, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện hàng loạt cuộc gọi điện thoại lừa đảo, không ít phụ huynh đã dính bẫy các đối tượng lừa đảo với chiêu thức có con cấp cứu, có những trường hợp bị lừa cả 100 triệu đồng. Trước nạn lừa đảo này, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo khẩn, đồng thời phối hợp với công an thành phố điều tra làm rõ. Tôi là bác sĩ của cháu, tôi là trưởng khoa cấp cứu bác sĩ Dũng. Qua sự cố thì tình trạng hiện tại của cháu thì nó bị chấn thương phần đầu, trường hợp là phải phẫu thuật gấp để cho cháu bị tắc nghẽn mạch máu anh. Hồi nãy em mới vừa bệnh thu ngân làm phẫu thuật đó, thì bệnh thu ngân báo với em là phải là 50 triệu á, cho bác sĩ vô ca phẫu thuật sớm đó. Thôi bây giờ anh em nhắn tin cái số rồi cho anh để anh chuyển vào đó để chuyển vào túi thu ngân á. Đây là một trong số những cuộc gọi lừa đảo gây hoang mang, lo sợ cho hàng chục phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra trong những ngày gần đây. Tất cả các trường hợp này đều bị lừa bằng cùng một thủ đoạn, tự xưng là giáo viên bộ môn ở trường của con, báo con bị té, chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại bệnh viện và cần tiền mổ gấp. Có phụ huynh phản ánh là cũng nhận được cuộc gọi như vậy và phụ huynh gọi ngược về cho giáo viên chủ nhiệm để xác nhận cái thông tin đó. Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, nhiều phụ huynh đã sập bẫy mất hàng 100 triệu đồng. Ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản khẩn đề nghị các trường phải công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, đảm bảo được sự kết nối liên lạc thông tin giữa nhà trường và gia đình học sinh, sinh viên. Ví dụ một em học sinh bị tai nạn hay là các em bị một vấn đề gì về an toàn thì nhà trường đầu tiên hết là bộ phận và bên y tế nhà trường sẽ lên xem các em bị như thế nào và sau đó thì báo cho lãnh đạo nhà trường. Tùy tình hình mức độ, nếu các em bị nhẹ thì xuống phòng y tế và liền lúc đó là nhà trường sẽ có bộ phận liên lạc với lại phụ huynh để báo ngay cho phụ huynh bằng đường dây của nhà trường, một số điện thoại duy nhất và cộng bên đó là số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp gọi. Trước tình hình này, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ với cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý. Tiếp tục với các thông tin về thị trường nông sản đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của lạm phát, sức tiêu thụ thịt lợn tại các nhà hàng, quán ăn, khu công nghiệp đang sụt giảm xuống mức thấp, cùng với xu hướng của người Việt đang chuyển dần từ ăn thịt lợn sang thịt gà, thịt bò và các loại thủy sản. Những lý do trên đang kéo giá lợn hơi tiếp tục có sự lao dốc. Trong những ngày qua, thị trường lợn hơi tiếp tục đang có xu hướng giảm, giá mức thấp nhất là 47.000 đồng một ký, ghi nhận tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Nghệ An. Các tỉnh còn lại thuộc miền Bắc và miền Trung đang giao dịch phổ biến trong khoảng từ 48 đến 50.000 đồng một ký. Thị trường thịt lợn miền Nam ngày hôm nay, giá lợn hơi tại thủ phủ Đồng Nai đang thấp nhất miền ở mức là 49.000 đồng một ký, mức cao nhất là 52.000 đồng một ký ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cà Mau và Bạc Liêu. Các tỉnh thành còn lại giao dịch ở khoảng là từ 50 đến 51.000 đồng một ký. Sau 2 ngày ổn định, giá vịt tại một số địa phương phía Nam quay đầu giảm. Cùng lúc đó thì giá gà ở một số trại bán ra giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, hôm nay giá gà Minh Dư giảm từ 53.000 xuống còn 51.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá vịt thịt miền Nam cũng giảm từ 2.000 đến 6.000 đồng 1 kg hơi so với 2 ngày trước đó, phổ biến dao động trong khoảng 44.000 đến 54.000 đồng 1 kg hơi, miền Bắc trong khoảng 43.000 đến 46.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, thưa các bạn, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 được dự báo đạt khoảng là 503 triệu tấn, tức là giảm hơn 2% so với năm trước. Các chuyên gia thị trường dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng cao do các nước đẩy mạnh dự trữ lương thực. Trong lúc đối thủ cạnh tranh với gạo Việt Nam là Ấn Độ, đang có kế hoạch tiếp tục cấm xuất khẩu gạo tấm và đánh thuế 20% đối với các lô hàng gạo trắng xuất khẩu của Việt Nam. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, nhận định trong ngắn hạn giá gạo vẫn ở mức cao, xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục thuận lợi do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên. Bên cạnh đó, Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại, đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2023 này. Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, sản lượng lúa hàng hóa toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long dùng cho xuất khẩu năm 2023 ước đạt khoảng 13,2 triệu tấn, tương đương 6,5 đến 6,7 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu trong năm nay. Các vùng khác chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện trái mận hậu Sơn La chín sớm loại 1 đang được bán với giá là 250.000 đồng một kg, cao hơn năm ngoái và đang đắt ngang mận Chile nhập khẩu.
Theo các thương lái chuyên thu mua mận hậu ở Sơn La, mặt hàng này năm nay sản lượng tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Dù vậy, cung vẫn không đủ cầu khiến giá sản phẩm luôn rất cao, từ 200 đến 250.000 đồng một kg. Mận khan hiếm vì mận loại 1 qua tuyển chọn chỉ đạt 10 đến 15% mỗi vườn. Ngoài ra, mận đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap ngay khi hái, được đóng gói cẩn thận và chuyển vào Nam bằng đường hàng không, bán ngay trong ngày. Đối với mận chín sớm loại 2 và loại 3 gửi vào Nam bằng tàu hoặc xe khách, giá bán thấp hơn, dao động trong khoảng 50 đến 130.000 đồng một kg tùy mẫu mã và độ chín. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, diện tích trồng cây sầu riêng tại địa phương này năm 2022 đạt khoảng 4.800 ha, tức là tăng gần 1.400 ha, tương đương gần 30% so với năm 2021. Chưa kể thêm 2 tháng đầu năm vừa qua, ước tính diện tích tăng thêm là rất lớn. Trước diễn biến mới về giá và thị trường sầu riêng nóng như trong thời gian vừa qua. Trước việc người dân đổ xô chặt hạ nhiều loại cây như là cây cao su, điều tiêu, cà phê để trồng sầu riêng, ngành nông nghiệp Bình Phước đang khuyến cáo người dân cần tính toán thận trọng để tránh tình trạng cung vượt cầu khiến sầu riêng lại rơi vào tình cảnh ế hàng dự chợ như một số loại nông sản khác. Cơ quan này cũng chỉ đạo các địa phương cần tăng cường công tác quản lý phát triển sầu riêng theo đúng quy hoạch của tỉnh, không phát triển ồ ạt theo phong trào. Thưa quý vị, vụ thu hoạch mía năm nay nông dân tỉnh Trà Vinh lãi từ 30 đến 40 triệu mỗi hecta nhờ năng suất khá cao 95 tấn mỗi hecta và giá mía tăng 150.000 đồng mỗi tấn so với vụ trước. Địa phương cho biết là không khuyến khích người dân mở rộng diện tích trước nguy cơ thị trường khó lường. Hiện nay, công ty mía đường Trà Vinh thu mua mía nguyên liệu đạt 10 chữ đường với giá là 1.250 đồng một kg tại ruộng. Đây là vụ sản xuất mía thứ hai có lãi sau 5 niên vụ liên tục thua lỗ nặng nề. Nhưng trước đó, người trồng mía ở huyện Trà Cú nhiều năm liên tục gặp khó do giá mía nguyên liệu luôn ở mức thấp. Do vậy, lãnh đạo huyện Trà Cú khuyến cáo là bà con chỉ nên duy trì trong khoảng 1.100 đến 1.200 hectare mía toàn địa bàn. Bởi thời gian tới, giá cả thị trường đối với cây mía vẫn rất khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ công khai danh tính người vi phạm trên các phương tiện thông tin truyền thông. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là các cơ sở nuôi vỗ béo, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về trình tự thủ tục kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luật về thú y tại các cơ sở giết mổ, yêu cầu các đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển kinh doanh giết mổ gia súc trái phép, tăng cường kiểm tra giám sát tồn dư chất cấm trong chăn nuôi trên động vật tại các cơ sở sản xuất kinh doanh các chợ đầu mối. Tiếp tục với các thông tin về thị trường nông sản đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của lạm phát, sức tiêu thụ thịt lợn tại các nhà hàng, quán ăn, khu công nghiệp đang sụt giảm xuống mức thấp, cùng với xu hướng của người Việt đang chuyển dần từ ăn thịt lợn sang thịt gà, thịt bò và các loại thủy sản. Những lý do trên đang kéo giá lợn hơi tiếp tục có sự lao dốc. Trong những ngày qua, thị trường lợn hơi tiếp tục đang có xu hướng giảm, giá mức thấp nhất là 47.000 đồng một ký, ghi nhận tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Nghệ An. Các tỉnh còn lại thuộc miền Bắc và miền Trung đang giao dịch phổ biến trong khoảng từ 48 đến 50.000 đồng một ký. Thị trường thịt lợn miền Nam ngày hôm nay, giá lợn hơi tại thủ phủ Đồng Nai đang thấp nhất miền ở mức là 49.000 đồng một ký, mức cao nhất là 52.000 đồng một ký ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cà Mau và Bạc Liêu. Các tỉnh thành còn lại giao dịch ở khoảng là từ 50 đến 51.000 đồng một ký.